cậu bé nghiện chơi game, nên đã tự nhốt mình ở trong nhà và vui vẻ chơi game trong suốt 2 năm. Kết quả chính vì vậy nên đã giữ được mạng sống của mình, nhưng mọi người ở trong thị trấn đều mất mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các bạn hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé! Andre là một cậu bé nghiện điện thoại, lúc đi học thì chơi game ở trường, sau này không đến trường nữa mà tự nhốt mình ở trong nhà, không chơi game thì cũng lướt TikTok, cậu ta cứ sống như vậy trong 2 năm liền. Hôm đó mẹ cậu đẩy cửa đi vào, lấy tai nghe của Andre ra. Mẹ rất yêu chiều Andre, bà nhẹ nhàng khuyên bảo cậu muốn cậu ra ngoài chơi. Nhưng Andre lại liên tục nói không. Mẹ chỉ có thể bất lực nói rằng, được rồi mẹ đi làm đây, con ở nhà nhớ chăm sóc em gái nhé. Andre chán nản nói, thật là phiền phức, con còn phải cày điểm để thăng hạng. Mẹ nói đồ ăn và đồ uống đã xếp đầy tủ lạnh rồi, con có thể ăn thoải mái. Andre nghe xong mới miễn cưỡng đồng ý. Mẹ vừa đi thì Andre lại tiếp tục chơi game. 2 tiếng sau, khi em gái gào khóc thì Andre mới nhớ đến em gái. Cậu ta bảo em gái đừng khóc nữa nhưng em gái mới 1 tuổi, cô bé vẫn tiếp tục khóc. Andre nghĩ ra cách, lấy điện thoại đến cho em gái lướt TikTok. Cuối cùng cô bé cũng nín, Andre lại nằm trên sofa xem điện thoại. Lúc này em gái đến nghịch ở chỗ kệ TV, được lắm chiếc TV 68 inch sắp bị rơi xuống rồi, sắp đập vào người cô bé rồi. Andre vô tình liếc mắt nhìn một cái, giật mình vội vàng chạy đến, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Andre mắng em gái, đồ nghịch ngợm, chơi cái gì không chơi lại đi nghịch TV. Em gái còn quá nhỏ nên không hiểu, chỉ bày ra bộ mặt ngây thơ. Andre quát em gái, mau lên bàn nằm cho anh. Em gái nằm lên bàn, cô bé chỉ mặc bỉm để lộ bụng ra. Andre vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại. Lúc này Andre ngửi thấy mùi thối. Trời ơi, không phải là ý đùm rồi đấy chứ. Andre nhấc chân của em gái lên mở bỉm ra xem. Trời ơi, đúng là ý đùm rồi. Em gái giống như sợ anh trai mắng nên có biểu cảm vừa ngại vừa sợ hãi. Các bạn nói xem biểu cảm này có đáng yêu không? Andre cau mày lấy bỉm ra, cái mùi chua chua này khiến cho cậu ta buồn nôn, nhanh chóng vứt nó sang một bên. Andre cũng không biết là phải lau cho em gái, mà lấy luôn bỉm mới thay cho cô bé. Trời ơi, thay bỉm còn khó hơn cả chơi game. Andre quyết định nghỉ ngơi một chút. Em gái ngã từ trên ghế xuống dưới đất, Andre không thèm quan tâm lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra, lấy thêm 2 gói bim bim, ngồi xuống ghế vừa nghịch điện thoại vừa ăn uống. Những ngày tháng như thế này, không cần đi học, cuộc sống thật là dễ chịu. Nhưng ở bên ngoài thị trấn lúc này đã xảy ra một chuyện động trời. Thị trấn Fawen Insur nằm cạnh đảo băng nên quanh năm nhiệt độ đều ở âm 30 độ, thị trấn bị băng tuyết bao phủ. Nhưng họ vừa xây dựng một sân golf thì cỏ lại mọc xanh gì, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được? Lúc này một quả bóng golf lăn qua sân cỏ, rơi xuống đường ống nước ở trong lỗ golf. Một thứ chất lạ dính trên quả bóng đi vào trong nguồn nước máy và phân tách thành hàng chục triệu tế bào độc hại, sau đó lại thông qua đường ống dẫn nước đi đến nhà các hộ dân. Tiệm cắt tóc của Tony rót cho người đàn ông một cốc nước, sau đó ông ta trở về nhà thì lại phát hiện răng của mình biến thành màu xanh, dùng tay lau cũng không sạch được. Vợ của ông ta đang tắm ở trên tầng gọi người đàn ông lên với bà ta. Nhưng đúng lúc này ông ta lại cứng đờ người, sau đó vội vàng chạy lên tầng xông vào trong nhà tắm cắn vào cổ bà vợ. Cuối cùng mắt của hai người đều biến thành màu xanh, cả hai đều đã đi gặp thần chết. Lúc này vị đại gia đang chơi golf, nhìn thấy chú chó cưng của mình hai mắt biến thành màu xanh, lao đến chỗ vợ ông ta cắn thẳng vào cổ. Một giây sau, ông ta lại nhìn thấy tất cả nhân viên sân golf bị đột biến đều chạy về phía mình. Ông ta lập tức cùng với ông chủ sân golf nhanh chóng trốn vào trong nhà. Nhưng không ngờ, lúc này hai mắt của đại gia cũng biến thành màu xanh, nước bọt cũng có màu xanh, lao đến chỗ ông chủ sân golf. Ông chủ sân golf sợ hãi chạy trốn vào trong bếp thoát được một mạng. Đại đa số người dân của thị trấn Fawen Insur, sau khi uống nước máy đều đã biến thành zombie. Andre lại khác, chơi game 2 năm đã bị tẩu hỏa nhập ma, trong trò chơi, trong giấc mơ, trong cuộc sống đều đi tìm nước ngọt, nói rằng có nước ngọt là có thể sống, chơi game hay chống độc đều không thành vấn đề. Vì vậy bây giờ khi đi ngủ, Andre đều cầm một lon coca nếu không thì sẽ không ngủ được. Thói quen này đã khiến cho Andre không bao giờ uống nước máy, chính vì thế mà cậu đã thoát được một kiếp nạn. Em gái dùng nước đóng chai để pha sữa nên cũng không sao. Nhưng mẹ lại không may mắn như vậy, bà ấy đã uống nước rau củ xay cùng nước máy. Vài giờ sau, khi màn đêm buông xuống thì mẹ đã biến thành zombie. Andre lúc này vẫn chưa hay biết gì, cậu ta mở một lon coca chuẩn bị uống. Không ngờ đã gây ra âm thanh kích thích thần kinh của mẹ, mẹ lập tức xông đến chỗ cậu ta. Andre không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành chạy ra khỏi nhà. Lúc này, xe của một người đàn ông chạy đến đâm thẳng vào người mẹ cậu ta. Chủ xe là ông cảnh sát già, ông ta và Andre nhìn thấy cảnh này đều chết lặng 3 giây. Sau đó mẹ của Andre tỉnh dậy nhưng cảnh sát già bảo Andre không được qua đó, nhanh chóng quay về nhà khóa chặt cửa lại không được ra ngoài. Sau đó ông ta lái xe rời đi khiến cho Andre không hiểu gì cả. Lúc này một nhóm zombie từ đằng xa xông đến, Andre lập tức lôi mẹ trở về nhà nhốt vào trong nhà tắm. Nhưng em gái đã bị mẹ dọa sợ, gào khóc ở trong nôi, thu hút một đám zombie đến gõ cửa. Andre dùng con gấu bông to nhét vào trong nôi để ngăn tiếng khóc phát ra, đám zombie ngoài cửa cũng dừng hành động đập cửa. Cảnh sát già ở bên này đi đến kho dụng cụ của sân golf để cứu con gái đang làm việc ở đây. Ông ta cầm một cái sảnh nhỏ chém đứt một cánh tay và một cái chân của hai con zombie, vội vàng đi vào bên trong kho dụng cụ và tìm thấy con gái. Lúc này có không ít zombie đến cây cầu đi vào thành phố. Chính phủ vì để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nên đã bắn 2 tên lửa xuống để phá hủy cây cầu. Thị trấn lập tức chìm trong bóng tối.
Ngày hôm sau, em gái của Andre vì quá đói nên đã gặm điều khiển TV. Andre lấy sữa cho cô bé uống, còn lấy rau định cho mẹ ăn. Mẹ lao thẳng đến chỗ em gái nhưng may mà có tấm kính ngăn lại. Andre bị dọa sợ toát cả mồ hôi, cậu ta dùng dao dụ mẹ ra ngoài, nhưng mẹ lại bất cẩn hất chân kệ TV ra, chiếc TV rơi thẳng xuống người bà ta khiến bà trực tiếp mất mạng. Andre vô cùng đau lòng lôi mẹ vào trong nhà tắm. Giờ trong nhà đã hết đồ ăn nên Andre bắt buộc phải ra ngoài kiếm đồ ăn. Cậu ta buộc em gái vào người mình, tay cầm gậy đánh gôn, dùng mèo để thu hút sự chú ý của zombie. Vừa mở cửa ra, con mèo nhìn thấy zombie liền kêu lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy. Đám zombie nghe thấy tiếng động thì lập tức xông vào trong nhà ăn thịt con mèo. Con mèo trước khi chết còn nói rằng, hóa ra thằng Sen không phải là con người mà là con chó. Andre nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu ta chạy đến siêu thị thì được cảnh sát giải cứu. Lúc này con gái của ông ta cũng bị biến thành zombie, nhưng ông ta nghĩ rằng nhất định sẽ có thuốc chữa. Sau đó hai người nghe thấy trên radio nói rằng, chính phủ để tránh những rắc rối trong tương lai, nên đã quyết định giết hết người dân trong thị trấn. Cảnh sát giả suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cỏ ở sân golf xanh tốt quanh năm, chắc chắn họ đã dùng thuốc hóa học cải tạo thảm cỏ. Hóa ra thảm họa này là do chất hóa học ở trên thảm cỏ của sân golf đã gây ô nhiễm nguồn nước. Hai người họ đi đến nhà máy nước để điều tra, con gái của ông cảnh sát đột nhiên điên cuồng chạy, hai người lập tức đuổi theo. Chỉ thấy cô ta chạy đến một khu chứa nước, nhảy xuống một bể nước thải hôi thối, cảnh sát giả cũng nhảy xuống theo. Ngay sau đó, ở dưới nước có một con zombie xông đến, ông ta lập tức kéo con gái chắn ở phía trước, ngửi thấy mùi của đồng loại thì quả nhiên nó không đến gần nữa. Nhưng Andre đột nhiên lên tiếng, bọn chúng sẽ không ăn thịt đồng loại đâu. Con zombie bị âm thanh thu hút sự chú ý lập tức đuổi theo Andre, cậu ta vội vàng trốn vào trong xe. Ông cảnh sát kéo con gái ra ngoài, nhưng lại vô tình kéo đứt cánh tay của con gái. Nhưng ông không có thời gian mà đau lòng, bắt buộc phải rời khỏi nơi này trước. Ông đem theo con gái lên xe và lái đến sân gôn. Nhưng đúng vào lúc này một đôi sát thủ song sinh đã ném một quả bom khử độc xuống để thanh lọc triệt để độc tố. Sau đó đặt bom ở bên trong nhà quản lý chuẩn bị phá hủy toàn bộ sân gôn. Andre và cảnh sát già cũng đến nơi, sau khi sắp xếp cho người nhà xong, thì họ cùng nhau đi điều tra tình hình trong nhà quản lý. Kết quả đi được nửa đường thì em gái gào khóc, Andre chỉ đành quay lại trước, kết quả không thấy em gái đâu. Cảnh sát một mình đi điều tra, nhanh chóng phát hiện ra bom hẹn giờ, nhưng cơ thể của ông ta cũng đang biến đổi, chắc chắn là do lúc nãy nhảy xuống bể nước kia, nhưng ông vẫn cố gắng để giữ vững ý chí. Vào 2,6 giây cuối cùng của quả bom đếm ngược, ông làm đứt dây để ngăn chặn quả bom phát nổ. Em gái cầm củ cà rốt cho vào mồm, cặp đôi sát thủ song sinh đã xuất hiện, một người trong số họ đem độc tố màu xanh đổ xuống sàn nhà và bảo em gái ăn nó. Quá độc ác, đến trẻ con cũng không tha. Andre vội vàng chạy đến bế em gái lên, kết quả bị cặp song sinh một trước một sau chặn lại. Sát thủ ở đằng sau siết chặt cổ của Andre, sát thủ ở đằng trước bịt miệng em gái lại định tiễn họ đi gặp thượng đế. Không ngờ em gái lại cắn vào ngón tay của sát thủ, hóa ra em gái đã biến thành zombie. Lúc này cảnh sát đã biến thành zombie cũng xông đến khống chế một tên sát thủ. Andre bất cẩn dẫm phải bom giải độc, em gái lập tức hít vào trong phổi. Lúc này cảnh sát lao đến chỗ Andre, cậu ta lập tức dùng em gái chắn phía trước, dù sao thì hai người cũng là đồng loại. Andre thấy ông ta không tấn công mình nữa liền nhốt hai bố con ông ta lại. Sau đó đem đoạn video quay bản thân mình và em gái đăng lên mạng, nói rằng thị trấn Fawen Inser vẫn còn người may mắn sống sót. Mà cặp đôi song sinh lúc này phát hiện đối phương bị zombie cắn, mặc dù họ đều đã hít phải thuốc giải độc nhưng vẫn không tin tưởng nhau, dùng súng bắn vào đối phương và cùng nhau đi gặp thần chết. Sau khi đăng đoạn video lên mạng, Andre cùng em gái rời khỏi sân golf thì gặp phải đội quân sinh hóa đến để tiêu diệt zombie. Nhưng Andre vừa định kêu cứu thì cậu ta phát hiện ra một người may mắn sống sót bị quân lính giết chết. Em gái bị tiếng súng dọa sợ liền khóc thét lên, hóa ra em gái hít phải thuốc giải độc nên cô bé đã phục hồi lại trạng thái bình thường của con người. Cảnh sát già lúc này cũng giống như cô bé. Andre đem em gái trốn sau cành cây, lính sinh hóa đi vào trong sân golf, thiêu chết bố con ông cảnh sát. Andre đến bên bờ biển thì nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ đang tiến đến thị trấn Fawen Inser, cậu ta lập tức vẫy tay cầu cứu. Trên thuyền là đội cứu hộ do những người còn sống tạo thành, họ đón Andre và em gái lên thuyền rời khỏi thị trấn Fawen Inser. Lúc này Andre đem cánh tay trong túi vứt xuống biển, chỉ thấy một con cá bơi đến ăn mấy miếng liền biến thành cá zombie, một thảm họa nữa lại sắp bắt đầu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Brain Freeze. Câu hỏi của bộ phim, các bạn thường sử dụng điện thoại làm gì? Một ngày các bạn sử dụng điện thoại mấy tiếng? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.